nóng. Chắc không cần phải đi Đà Lạt đâu ha, tại vì Sài Gòn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đi cho em đang muốn về Lạt. Ngon gì đâu. Chú anh chị và các bạn đã đến video tiếp theo trên kênh YouTube của em Như Là Cà nha cả nhà. Em đang ngủ, ngủ chết luôn. Em Phương á, anh chuẩn bị hết mấy cái này nè cả nhà. Cái này là dưới heo á, ở nhà có sẵn á, anh chuẩn bị hết á. Anh em đang ngủ vô anh kêu em ăn. Phải đố cả nhà biết giờ này mấy giờ? 1:43 ông ngủ ra đây ngồi ăn đồ nướng. Giờ này là Henry đã ngủ rồi nha cả nhà. Em Henry anh ngủ rồi. Đây 1:43 Henry giờ này đi ngủ rồi. Nên là ba với mẹ lâu lâu hôm nay anh Phương được ốp ở nhà, rủ ra hai chồng ngồi nướng đồ ăn. Bây giờ thì xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với vợ chồng em Như nha. Mời ông bà cô chú anh chị nha. Bữa nay hứng chí nên rủ vợ ra ban công nướng vú heo. Để em nướng. Nướng rồi. Mở lửa cao rồi. Cho thanh tịnh lắm. Yên tĩnh có tiếng giới kiểu ngoài luôn cả nhà, vui lắm. Giờ này em nói thiệt chỉ có mình nhà. Nhà hai em chỉ có còn em, anh còn thích. Nếu mà coi clip này mà cả nhà cảm thấy như mà con mắt của em mà nó hơi sụp mí là tại do em buồn ngủ. Giờ này ai cũng sụp mí rồi, một mí với mí lót không à cả nhà ơi. Giống như vợ chồng em đang đi du lịch cũng. Cảnh này thấy giống như hai chồng mình đang đi du lịch anh. Giống như đi du lịch biển á. Cái xong rồi nướng đồ ăn vậy đó. Giống Đà Lạt quá ha. Lạnh lắm, giờ này lạnh lắm. Tại vì em không biết chỗ của cô chú anh chị như thế nào. Còn chỗ của vợ chồng em ở đó thì nó đồng ruộng đồ này kia. Nên là nó... Dạ cảm ơn. Nên là nó sẽ rất lạnh. Cả nhà thấy không, khói nghi ngút. Phía sau là ban công là cảnh yên tĩnh, đêm khuya tĩnh mịch. Hôm nay em rất là thích vậy luôn. Không có Henry. Henry nó ngủ rồi. Henry giờ này là ra tới Hà Nội luôn rồi. Henry giờ bay ra tới Hà Nội rồi. Còn ba với mẹ thì đang ở Đà Lạt thưởng thức. Đà Lạt này lạ lắm. Nhưng mà em nói thiệt nha, chỗ em á là buổi sáng á, mà 5-6 giờ á mà đi ra là hả sương mù á, không thấy đường luôn á. Tại vì mấy đợt á em chở Henry đi học á, anh nhớ mà Henry đi chơi ở trường không? 6 giờ sáng á, là phải có mặt ở trường, 5 mấy em chở á, mà từ nhà ra trường thì gần á, mà 5:45 em chạy ra không thấy đường chạy luôn á cả nhà. Nó sương mù á. Em á là hiện tại là em đang rất là muốn đi Đà Lạt, tại vì mùa này ở ngoài Đà Lạt đang rất là đẹp, nên là sẽ sắp xếp hai vợ chồng sẽ dẫn Henry đi Đà Lạt, đi coi như là hưởng tùng trăng mật nè. Nướng cái này hơi lâu. Không biết giờ này cả nhà đã ngủ chưa. Chứ vợ chồng em mà chắc ngồi tới sáng quá. Em nghĩ chắc giờ này cả nhà ngủ. Cái này chín rồi. Rồi cảm ơn em nha. Thử một miếng xem cho mình chào. Đây. Quá tuyệt vời em nhớ. Có chừng mặn có kim chi nữa. Chào này em mới nêm lại. Chào này là anh Phương hôm nay là cái clip hôm nay đặc biệt là anh Phương làm hết, em không có làm cái gì vậy. Anh làm xong hết rồi cái anh chỉnh điện thoại ấy đồ này nọ. Em chỉ tại vì vẫn rủ mà em nói thôi buồn ngủ quá nên đi ngủ, em không lấy đâu, em không quay đâu, em không ăn đâu. Cái anh kêu thôi vậy thôi em ngủ đi, cái em tưởng thôi là xong, cái anh đi xuống anh làm hết, anh kêu xong hết đó, giờ em chỉ ra em ăn thôi.
cho tôi một chèn. Hôm bữa em ăn thịt nướng á, mà cái vị với nhà nó hư á, cái em chạy ra chợ mua mà nó không có bán loại cái vị kia, mà nó bán cái loại vị với nướng này. Là mình nướng là hai bên đây á, là dầu nó sẽ chảy qua hai bên rồi nó sẽ chảy nhỏ xuống dưới. Mời cô chú anh chị nha. Chấm chào đi. Chấm đi rồi đó. Em mạo anh. Vừa ăn 5 muỗng đường, 1 trái chanh, ngon, 1 muỗng bột ngọt là sẽ ra siêu phẩm. Cũng ngon. Nào chín đó, nào chín mình kéo về đây. Em á thích ăn vú heo với là thịt nướng á, nên là mấy cái này là em hay mua sẵn em bỏ tủ lạnh. Những kim chi xe ngon chi cũng như miếng rau, cái rau nghe nha. Mời em lựa chú anh chị nha. Ăn tự gắm nhanh. Chính rồi không? Chính rồi. Giờ để lâu quá vậy. Tôi mang lấy tới. Đúng không? Em á, bình thường là em nhai bên đây, nhưng mà xong rồi cái mặt của em nó bị lợt đó cả nhà, nó bị bên đây bự hơn, nó bị lợt đó. Em đang chỉnh lệch mặt đó nên là giờ em phải nhai bên đây. Khổ. Tại lúc trước thì nó không có kiểu bị lệch nhiều, nhìn nó không có thấy, mà bữa nay nó lệch nhiều lắm. Ở nhà nhìn nó không, cái mặt của em bên đây nó sẽ nhỏ hơn bên đây, tại vì em thường khi làm sẽ nhai bên đây nhiều hơn, mà em đâu biết đâu. Bị vô bác sĩ nói là tại do em nhai bên đây nhiều nên bên đây của mặt bên đây của em nó bự hơn, nó bị lật, nên bây giờ kêu là phải nhai bên ngược lại là em nhai bên đây. Rồi vậy nếu mà mấy người mà mặc cái xoan mặt thon rồi thì là không nhai phải không? Người ta nhai đều hai bên, người ta tập luyện đó. Nhưng mà ta đẹp tự nhiên thôi. Còn mình là không có gì mà tự nhiên đẹp. Mình là xấu nhân tạo không? Khẩu dễ sợ luôn cả nhà. Đâu, như nào chín rồi. Nè, chín quá trời, nó vàng vàng. Xin nha. Kẹp nó vô đây. Chắc Henry coi clip này sẽ giận ba mẹ đây. Ăn không vừa. Chắc anh giận cả tuần luôn á. Trao ngon quá. Em quên em lại nhanh nữa. Đổ rồi. Tăng nước rồi. Ngon quá. Em cuốn cho em cuốn. Nhìn giúp cá không? Dạ. Miếng nào? Miếng nào cũng được, miếng nào cũng chín đó. Nè, mấy miếng này cho em đi. Dạ. Hai miếng đi. Nhà cho nó đều cái kia lại. Một miếng thôi. Tại vì ăn nhiều quá em sợ nó lật luôn hai bên. Đó. Cảm ơn anh cho anh chú heo vô thêm nè. Quay về xong rồi. Nào quay không? Này. Từ từ đã ra. Rồi để em đùa mấy cái chín nha. Để nó chín. Ngon quá. Y như trên Đà Lạt. Đêm tối mát mẻ. Có tiếng khói nướng. Nãy anh đang đợi đó. Chín quá trời nè. Đẹp không? Đúng là cú đúp nha.
cho em một cái kéo để em cắt mấy cái miếng gì bự ra. Cái vừa bàn tay em luôn á. Ồ vậy hả? Cũng khác rồi, nó khác. Đây, không, không cú đúp, cú đúp. Cú đúp là sao? Là hai miếng. Nhìn ăn gì em thấy ngon ghê, giống như mình vừa nướng vừa ăn. Ngon hả? Nóng á. Chắc không cần phải đi Đà Lạt đâu ha. Tại vì Sài Gòn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đi cho. Hôm nay em muốn về Lạt. Ngon gì đâu nhé. Hai vợ chồng em có hẹn ở Đà Lạt. Hẹn nhau 5 năm rồi đó cả nhà. Mình này hẹn. Mình này mình này hẹn nè. Cái chân á. Ừ. Làm cuốn salad nữa không? Em chắc rồi. Hẹn nhau 5 năm rồi mà chưa tới Đà Lạt. Miễn chi tù. Tại vì chi tù rất là đẹp, Henry. Màu rất là đẹp. Henry còn nhỏ nên là không có đi được. Cầm giáp cá. Sợ ra đó lạnh á. Mà bây giờ Henry cũng lớn rồi. Nên là chắc đi được anh nhỉ. Được, giờ anh đi được. Đang đợi anh xuống chặt cái này. Giọt rồi. Rồi, cảm ơn. Đây lúc ăn. Đảo liền. Dưới hai này nó dễ chín lắm cả nhà ơi. Bây giờ, từ chừng nó dính cái con. Anh đùa anh kia, anh đùa cái này nè. Chín hết rồi. Này chưa? Đúng rồi. Đùa hết rồi. Ngày xưa ở Long An em hay ăn nhũ dê mà người ta bán mà hả, thấy mà quy một cái nậm vậy mà người ta cắt ra nó có sữa luôn. Ngon. Ờ, anh thấy không? Thấy lúc mà bên đây nó chín á, cái anh sợ khét không? Ăn không kịp đúng không? Đúng không kịp. Bỏ cái này vô cái giờ cái nó dịu cái bếp là liền rồi, anh thấy không? Nó hết xèo liền. Công nhận cái kẹp này nè cả nhà. Em kẹp nãy giờ mỏi tay ghê luôn. Nó đau hai bên cái dài. Ăn kim chi nè. Tôi sẽ cho anh 10 điểm. Vì món này quá ngon. 10 điểm không giống Henry không? Không. 10 điểm thiệt, còn Henry là cho 10 điểm giả bộ. Được. Tới công chuyện thì cả nhà thật. Mình nướng đi, ăn gấp cho em ăn. Thử một miếng mà không cần. Không cần rau. Không cần chấm, không cần rau luôn. Hương vị tự nhiên. Ngon quá. Nóng không? Phải nóng. Ừ, ngon đó. Ừ, nó mềm quá à. Cái béo quá. Người ta thái mỏng. Đảo quá. Ăn nó béo quá. Đã lắm.
Ủa? Cái gì rồi? Trái vừa làm miếng kim chi vừa này đậm đà quê hương. Đó, giờ anh có ăn bao nhiêu cái kiểu như vậy bao giờ chưa? Ăn ở quán thôi. Ý là em nói cái kiểu là ngồi ở nhà ăn nướng không nè. Nướng nhưng mà hồi xưa là chưa có vợ. Hồi còn độc thân là cũng nướng, mà nướng mình với lon bia xong đi ngủ cả nhà. Giờ có vợ rồi. Chắc em nghĩ là có nướng với người yêu cũng không dám nói được không nha. Ngu, ngu sao nói. Làn khói mình mà giờ mình thở ra khói nữa là y như là ở dưới Lâm Đồng Bảo Lộc rồi luôn. Giờ em chỉ anh cách thở ra khói nè, anh bóc cái miếng nóng anh bỏ vô miệng anh đó. Không là thở là da lưỡi luôn á. Anh kẹp đi, kẹp cái này mỗi tay quá, nó nặng quá. Bây giờ mình bắt đầu rồi mình. Hai đứa em sống chậm lại cả nhà. Bây giờ sống chậm lại cả nhà, nướng chậm lại. Tại vì nó chín không kịp. Nó chín ăn không kịp luôn. Cái này nó mau chín lắm, nó mỏng á. Mình cũng ăn không kịp với mình. Hai chồng mình ăn hết đúng không? Chắc không? Chắc hết á. Em thấy đói. Mà ngồi tới sáng rồi, ngồi đây dài. Chắc phải thường xuyên ra ban công này nướng đồ quá. Em bắt đầu thích cái vị trí này. Là vị trí đắc địa như là. Em cắm cái đèn vàng ở trên đó cả nhà. Rồi để ra đây, hồi đó nó mà chưa làm YouTube á, thì là để ra đây rồi tối á, chấm giờ chầm con cái ra đây rồi ngồi uống cà phê buổi tối. Uống cà phê buổi tối ngồi ngắm cảnh rồi. Tụi em ít đi ra ngoài đường á. Lâu lâu họp mặt mấy anh em YouTuber này kia, bạn bè đồ thì ra cà phê cà pháo đồ. Còn thôi là đi làm gì ở nhà không. Em thấy ở nhà là làm nhất luôn á. Tại ban ngày mình đi làm là mình đã bon chen quá nhiều rồi. Có cần chút thời gian để sạc lại năng lượng, mai đi làm tiếp. Có thực ra là mình làm cả ngày á, nên là buổi tối khi về nhà là chỉ muốn nghỉ ngơi là cả nhà, không muốn đi đâu. Em nói thì cũng lâu rồi á, cũng tội nghiệp Henry lắm, không có chở anh đi đâu á. Hồi đó thì còn chở anh đi siêu thị mà đâu cũng tháng nay rồi đó anh không được đi. Hôm nay em đi làm có gì vui không? Hôm nay anh đi làm có gì vui không? Có. Cái gì vui? Sáng chạy xe, nước ngập, combo luôn. Cái gì nó dính cộng này em lấy nha. Vậy vui, vui dữ chưa? Đối với anh vậy vui. Đối với em vậy là... ẩm hoại. Ẩm hoại. Kiểu như mình nếu mà gọi là cái gì, tiếp xúc với những cái nó hơi tiêu cực nhẹ nhẹ ghê thì mà tiếp xúc hoài thì nó lại thành một cái thứ vui. Hồi đó ở trên khu em nha, là không phải là hồi đó mà hiện tại bây giờ cũng còn, mà em đưa Henry đi học á
mà từ nhà đi ra trường đi chỉ có 10 phút thôi, mà có bữa đi ra khoảng 1 tiếng họ mới tới. Kẹt xe có một khúc nhỏ ngay chỗ ngã tư thôi mà nó đứng hoài không đi được. Đẹp này không nó để nó gấp lại vậy đây này nha, em tưởng chưa chín á, cá nhỏ luôn kéo mà được tay em cắt đi, anh đảo cho em cắt. Em gấp đây vậy nó luộc tay. Em gấp mấy cái nó bị mỏi cái tay. Luyện đi em, không sao đâu, hôm mốt còn gấp nướng nhiều lắm. À đưa đây vậy. Tại em bị cái chỗ này cái gì, em bị cái đó là ngày xưa á nha, cái hay em mà mùa lạnh lắm là em hay bị sưng ở ngoài hai bên cái bãi dai này. Nó sưng lên bự lắm, mùa lạnh là em bị, cứ tới mùa lạnh là em bị vậy. Mà em không biết cái cách nào mà để cho nó hết đó, cô chú anh chị có cách nào chỉ em. Chứ tới mùa lạnh là em bị à. Mà có khi á nha là em không đội được nón bảo hiểm luôn. Em đội nón bảo hiểm á chừng tầm 15 phút nha, là ở ngoài sau óp của em nha, nó sưng phù lên, nó sưng lên mà hả, em chóng mặt em không chịu nổi. Không biết là bị, mà hồi đó em đi khám là bác sĩ nói em bị vẹo vẹo cuộc sống á, do là mình tư thế mình nằm ngủ hay là như thế nào em không biết. Thì như cơ địa cũng như là nếu mà gặp trời trái gió trở trời là sẽ rất là dễ bị. Cả nhà mà có bài thuốc nào hay là phương án nào hợp lý chia sẻ giúp tụi em nha. Giờ nè, giờ lắm xíu rồi, bây giờ bắt đầu ở đây nè, em bị đau nè, bị đau nè. Nè, em gấp bên này đi, em gấp bên này, đó. Hồi đó hả, em có bầu Henry đúng không? Hết không? Thôi, hết rồi mình cái này. Hồi nào em ngồi đây với mình. Em mà ngồi mình em bỏ nè, em chạy luôn. Chó mèo chạy mà. Ăn lên. Em làm xong cái mẻ này đó. Cho mẹ mới vô cho nó đỡ lẫn lộn. Em dưa leo không? Không. Em đau không? Em ăn đấy. Tinh kỳ nè. Em ngày xưa nha là tính ra là em đi làm cũng nhiều á, cái giờ hồi đó là em bán túi sách di nịch, đi làm cho người ta bán túi sách di nịch, rồi bán giày dép, rồi bán quần áo cũng có, bán dầu thơm cũng có. Nói chung là em hả cái kiểu cái gì á, em tin cũng đi làm, cái gì cũng làm á. Mà em nhớ nhất đó là ngày xưa lúc mà hồi đó em còn nhỏ, cái bắt đầu là em nhà không có tiền đóng tiền học á, không phải là không có tiền đóng tiền học mà là cái lúc mà em bị cô giáo mà nói là vụ mà đồng phục không có đồ bận, cái xong là em đi học lúc đó em bị bạn bè thấy đồ này kia á, như là bị bạo lực học đường á, cái là em về á, em không có chịu đi học nữa, em nghỉ học. Hồi đó em học lớp 6 là em nghỉ rồi cả nhà. Cái bắt đầu là em đi làm phụ mẹ. Lúc đó là em đi làm ở dưới chợ Kim Biên á. Em bán
di nịch với lại túi xách ở dưới bán cho người ta ở dưới. Cái bắt đầu là bán được một thời gian, cái đó nào mẹ em xin cho em bán giày Uno á, mà hồi đó là quẩn nhất á. Không phải giày Uno, giày cái hiệu gì em lâu quá em quên rồi. Mà ở ngoài quận nhất á. Cái xong rồi bắt đầu là ăn đi anh, em gom mấy cái khét khét này. Cái bắt đầu là em là cái em đi cái lúc đó nhà em đi làm về nha, như tiền đưa mẹ hết á, suy nghĩ mình nó có tiền á mà mình để mẹ mình không có tiền á là đâu ấy. Cái bắt đầu em đi làm cái sau này á. Sau này em đi làm cái bắt đầu lớn lên á. Cái em đi kiếm tiền, tự đi học cái bắt đầu em đi học lại. Cát quá trời, em cạo cạo mà cái này nó không có dính. Lấy cái lá đi, lấy cái lá. Không, nó không có dính, anh lấy là nó ra. Tại nó còn bên. Ờ, nó ra chấp rồi ha, hay không? Nó còn lớp men thôi, chống dính của nó. Ừ, ở không ngủ rồi. Bắt đầu là hồi nhỏ giống như mình nghĩ á, cái việc học nó không có quan trọng. Để em nói đây, để mà dụ mà có mấy em á mà có ý định mà nghỉ học á thì không nên, tại vì á lúc đó em còn nhỏ em nghĩ cái việc học nó không có quan trọng, nhưng thực sự khi mà lớn lên á em mới thấy cái việc mà mình đi học nó rất là quan trọng. Bởi vì á bây giờ mình xin việc làm á, ít nhất thì người ta cũng sẽ cần bằng cấp thì người ta mới nhận mình. Bắt đầu là em đi học lại, em đi học bổ túc. Giờ cái em đi học giống như mầm non. Cái xong cái lúc mà em đi học á, cái anh lúc đó học trung cấp, em học trung cấp nghề, học 12 thôi mà học lên trung cấp. Cái bắt đầu học trung cấp mầm non là em gặp anh Phương. Có hôm mà đám cưới có bầu Henry. Mà em còn nhớ hoài luôn cái lúc mà em đi thi tốt nghiệp á. Em đi thi tốt nghiệp mầm non á. Đi thi tốt nghiệp mầm non mà em còn vác cái bụng bầu. Mà lúc đó em có bầu Henry được 6 tháng rồi cả nhà. Đi vô đó vui lắm. Có mình vác bụng bầu đi thi. Anh cho mấy miếng hôm nay luôn hả? Có 3 miếng. Cái em vác bụng bầu đi thi. Xong cái đậu cái được tốt nghiệp mà em á, mà giống như kiểu mà em rất là muốn mà được mặc cái bộ đồ mà gồm bộ đồ tốt nghiệp á, nên là em rất là trông chờ nha. Mà được như vậy á, cái xong em đậu rồi đó, cái mừng lắm. Cái tới lúc mà tới cái ngày mà phát bằng tốt nghiệp cho mọi người á, cái em đi đẻ đi đẻ Henry rồi đâu có lên được đâu có ấy đâu. Cái bắt đầu là đẻ Henry xong, cái Henry được mấy tháng, cái bắt đầu em liên thông lên em học đại học. Liên thông học đại học cái học được mấy tháng, cái dịch Covid cả nhà. Dịch Covid cái xong cái nghỉ đâu cũng năm mấy, 2 năm á. Tại vì dịch Covid đâu có học được đâu, trường ấy á, được cứ học online. Mà học online á, thì em nói thiệt nha, ngay cả người lớn như em đây, em học em còn kiểu giống như mà mình không hiểu á, mà mình còn nản nó thì huống chi mà mấy em bé nhỏ. Nên là em cũng phấn đấu cũng lết được. Bây giờ mà kêu em mà liên thông lên đại học thì em học nổi, nếu mà cao đẳng gì được. Nhưng mà bây giờ cái xong rồi bắt đầu là cái em cũng chuyển hướng tính mở trường mầm non. Cái em đi học quản lý hiệu trưởng. Quản lý em học hai cái luôn, quản lý khác nha, hiệu trưởng khác, em học hai cái luôn, hai cái chứng chỉ quản lý hiệu trưởng mầm non để tính mở trường. Lúc đó em đi thi cái bên nhà, anh nhớ mẹ bán, mẹ bán mì quảng bên trường kế bên á. Cái đi thi giờ hả, em nói thiệt luôn á, bằng cấp em ở nhà toàn là em học nhiều lắm, cái gì em cũng học đó. học nói mi nữa làm móng luôn cả nhà, nói mi làm móng luôn, học nhiều
Dạ, em biết. bằng cấp nhiều lắm nha, nấu mì làm móng được rồi ấy, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là mầm non, giống như kiểu nghề chọn mình đó. Tính ra em nghỉ học sớm nha, mà em cũng lết lết được học được mấy tháng đại học luôn, cũng hay. Cái lúc đi học lại nó ngán rồi, ngán cái lúc mà đi học bổ túc rồi ngán. Mà vô đó học á, cái lúc đầu trong tư tưởng của em là sẽ rất là mắc cỡ, tại vì nghĩ mình lớn mà. Nhưng mà không, vô đó em mới thấy là có nhiều hả anh chị lớn hơn mình rất nhiều, nhưng mà người ta ý chí, người ta cũng đi học, nên là em cố gắng em học. Anh no hả, không ăn gấp cho em ăn không ạ? Đâu, tại nó hết rồi chứ. Anh vừa gấp cho em gần 3-4 cục lên ngay ấy rồi hả? Anh tính giống mặt bên đây bự luôn rồi. Anh đang đốt cháy giai đoạn đó, để cho em mau đều mặt lại. Anh tự ngửa ra nè. Anh tự ngửa nè. Hay, đường này qua thử ra. Anh ăn đi nha, em nhai mỗi miệng rồi đó. Tại vì em đang chỉnh cái lệch mặt mà bắt em nhai, và bên đây bự bự hai bên một chứ luôn. Nếu mà anh cũng bên bự bên nhỏ. Đúng rồi, đa số ai cũng vậy hết. Nhưng mà thật sự mặt chúng ta không có đều. Không đều, không ai đều hết, cái kiểu giống như mà 9 10 hay là 8 10 đó, mà của em là bên nó kiểu nó bị mà thấy bị giống như mà kiểu mà 7 10 luôn á. Nên là nhìn vô thấy rất là rõ luôn. Mắt nó còn không đều nói gì. Ừ, mắt anh là không đều thấy rõ. Mắt em là con đậu con bay, con lớn con nhỏ này nè. Henry Trang Henry nha, mà mỗi lần mà hai cha con mãi một cái con mắt hai nha con y chang luôn, nó cũng như kiểu nhướng như là y chang luôn đó nha. Nếu như mà hai chồng ngồi ăn nãy giờ vậy đó, mà em chút em đi ra em nói với anh là em quên bấm máy quay thì anh sẽ như thế nào? Không sao hết, bình thường. Vẫn vui vẻ. Xong rồi anh nói anh sẽ nướng cho em ăn lại. Ừ, anh sẽ nướng lại cho em ăn. Em ăn hết nổi đó chứ, em thấy anh cũng đang đợi mẹ mới nè. Thơm thiệt không? Rồi ăn đi. Đợi hơi lâu đó à, chắc mình phải clip chắc cũng hơi dài rồi cả nhà. Clip nãy giờ em nghĩ chắc cũng dài. Cũng dài rồi cho nên thôi bây giờ mình để cho ông bà cô chú anh chị đi ngủ nha. Bây giờ thì clip hôm nay của em Như La Cà trên kênh YouTube của em đến đây xin được kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo, và đừng quên like và đăng ký cho kênh YouTube của em Như La Cà nha. Bây giờ thì chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em xin chào.